Thì cái tiếng mà anh em đang nghe trên clip này là Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại cái bản quyền. Còn khi nào mà anh em lấy cái bản gốc mà không bị chèn nhạc vô là anh em mua, Thuận sẽ bán cho anh em cái bản gốc, là Thuận gửi ra là không có cái tiếng nhạc chèn vô, và cái bản gốc nó sẽ đầy đủ hơn cái bản này. Thì anh em nếu mà anh em thấy hay thì anh em bấm vô like cái clip này và đăng ký kênh Sân Bảy của Thuận. Đồng thời nếu anh em thấy có ý kiến gì anh em bình luận bên dưới để Thuận phát triển thêm về mọi mặt. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Clip này là Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại cái bản quyền. Còn khi nào mà anh em lấy cái bản gốc mà không bị chèn nhạc vô là anh em mua, Thuận sẽ bán cho anh em cái bản gốc, là Thuận gửi ra là không có cái tiếng nhạc chèn vô, và cái bản gốc nó sẽ đầy đủ hơn cái bản này. Thì anh em nếu mà anh em thấy hay thì anh em bấm vô like cái clip này và đăng ký kênh Sân Bảy của Thuận. Đồng thời nếu anh em thấy có ý kiến gì anh em bình luận bên dưới để Thuận phát triển thêm về mọi mặt. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em.